Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của Thế Giới Crypto, và ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho anh em lại một cái kèo hôm trước ở trên kênh mình có đăng rồi nhé. Thì hôm trước mình đã đăng cái kèo OZC này, khi anh em đăng ký tài khoản thì sẽ nhận được là 10 đô miễn phí nhé. Và 10 đô này thì trong tháng 8 ấy, thì anh em sẽ mua được là 30 cái đồng OZC này. Tuy nhiên là bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 nó chuyển sang giai đoạn rồi, và anh em sẽ mua được là 20 OZC, có nghĩa là chúng ta được ít hơn 10 OZC nhé. Đó thì kèo này nó rất là tiềm năng, và dự kiến trong tương lai thì với 10 đô này anh em mua được 20 cái đồng OZC này thì giá niêm yết khi nó lít sàn thì giá dự kiến nó sẽ là 30 đô nhé. Vậy thì anh em có 20 cái đồng OZC này nhân với giá 30 đô là anh em đã có là 600 đô nhé. Thì cái dự án này nó hoàn toàn khả thi, và bây giờ thì mình sẽ show cho các bạn xem một số những cái thông tin của nó nhé. Đây thì khi anh em mà làm cái kèo này thì anh em sẽ nhận được là 10 đô ở đây, còn ai mà chia sẻ thêm link thì sẽ nhận được nhiều hơn, thì chúng ta sẽ dùng cái đồng đô này để mua nhé. Đó, và cái video hướng dẫn để anh em tham gia thì ở trên kênh của mình đây nhé, anh em có thể xem ở hai cái video này nhé. Video hướng dẫn mua hướng dẫn đăng ký để nhận 10 đô này, và video hướng dẫn dùng 10 đô để mua cái đồng OZC này nhé, OZC này. Đó, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu lý do tại sao mà 10 đô này lại trở thành được 600 đô nhé. Đó, thì anh em sẽ xem ở đây này. Ở đây này, hiện tại là mình đang có là hơn 1.000 đồng coin này rồi nhé. Và mình chia sẻ được hơn 1.000 người nhé, 1.271 người tham gia. Đó, và anh em sẽ nhấp vào cái dấu ba gạch này, nếu anh em muốn mua này thì chúng ta sẽ nhấp vào mua ICO này. Đó, và ở đây thì anh em sẽ buy nhé. Mua bao nhiêu chúng ta sẽ bài ở đây, và min tối thiểu là 10 đô là chúng ta có thể tham gia được. Thì anh em đăng ký tạo tài khoản xong nó sẽ tặng cho anh em 10 đô luôn. Vậy thì cái dự án này nó tiềm năng như thế nào, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nó nhé. Đó, cái kèo này thì nó rất là tiềm năng. Hôm trước thì mình cũng có chia sẻ rồi nhưng mà nó cũng chưa được đầy đủ lắm. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ thêm cho anh em một số những cái thông tin của nó nhé. Thì thông tin của dự án này, OZC Smart Chain là một nền tảng blockchain thế hệ mới sử dụng thuật toán đồng thuận ODPO nhé. Đó, và cái mạng OZC Smart Chain này nó cũng giống như cái mạng Binance Smart Chain nhé. Tuy nhiên là Binance Smart Chain thì cái tốc độ chuyển của nó cũng chưa cao, và cái phí của nó tuy là rẻ hơn các mạng khác nhưng mà nó vẫn là đắt so với mạng OZC này. Bởi vì sao? Bởi vì cái con này thì cái tốc độ giao dịch của nó vượt trội, và nó gần như là xử lý giao dịch nhanh lên đến hơn 1 triệu giao dịch trên mỗi giây nhé. Và phí giao dịch gần như là bằng không, có nghĩa là cái phí giao dịch của con này nó rất là thấp, nó gần như là bằng không luôn. Trong khi đấy chúng ta giao dịch cái mạng Binance Smart Chain là thấp nhất rồi, tuy nhiên mà thấp nhất nhưng mình vẫn thấy là nó đắt ấy. So với các mạng khác là nó là thấp rồi, nhưng mà con này nó còn thấp hơn nữa nhé. Nó gần như là không có phí giao dịch luôn, và nó tiết kiệm tài nguyên tối đa này, bảo vệ môi trường. Những điều này đã khiến OZC blockchain được các chuyên gia hàng đầu thế giới đánh giá cao này. Đó, và hiện tại các nền tảng blockchain khác đang sử dụng các thuật toán có nhiều điểm yếu, chẳng hạn như khả năng xử lý giao dịch quá nhỏ của Bitcoin này, chỉ có 7 giao dịch trên giây thôi nhé, trong khi cái con OZC này nó lên đến 1 triệu giao dịch trên giây. Đó, và Ethereum này thì 15 giao dịch trên giây. Casada này, đồng ADA đấy thì là mạng ADA là nó là 250 giao dịch trên giây. Đó, thì tất cả những cái này nó là xử lý quá chậm này, và nó là ở cái công nghệ nó rất là thấp rồi. Còn OZC Smart Chain này thì nó sẽ giải quyết được những vấn đề trên, lên khả năng sẽ vươn lên top đầu trong các nền tảng blockchain này. Về đội ngũ phát triển của OZC thì được thiết kế và phát triển bởi đội ngũ gồm hơn 30 kỹ sư tiên tiến, chuyên gia trong lĩnh vực blockchain, đã từng có kinh nghiệm làm kỹ sư nhà phát triển tại các hãng công nghệ như Microsoft này, IBM này, Google này, và các nền tảng blockchain chính trên toàn thế giới như Ethereum, ADA này, Tron này. Đó, và CEO của dự án này là Alex này, sinh năm 1978 nhé, tốt nghiệp ngành khoa học máy tính tại đại học Buman nhé. Đó, ở đây thì nó có rất là nhiều thông tin này, và cái lộ trình nhé, tháng 1 năm 2022 thì nó sẽ khởi chạy testnet này, kết thúc bán ICO này,
tháng 2 2022 sẽ phân phối ORC cho nhà đầu tư và list sàn này tháng giá niêm yết dự tính là 30 đô nhé, 30 đô trên một đồng này nhé. Đấy, và tháng 8 thì nó sẽ khởi chạy mainnet nhé. Thì cái dự án này nó được cái trang này nó đánh giá khá là uy tín, anh em có thể vào đây nhé, coi ghép nhé. Và dự kiến là năm 2022 thì cái đồng OZC này nó sẽ là một cái hiện tượng gọi là cái trend của cái năm 2022. Như các bạn thấy là tất cả trong các cái thị trường hay lĩnh vực nào đấy, chúng ta cần phải bắt được trend của nó thì chúng ta sẽ thành công và sẽ thắng lợi nhé. Như cái năm nay là cái trend NFT thì cũng giúp khá là nhiều người kiếm được tiền nhé. Đó, và sang đến năm 2022 thì nói lại là cái trend của cái đồng coin OZC, cái mạng OZC Smart Chain này mới ra mắt đấy nhé. Đó, thì anh em có thể là chúng ta sẽ tham khảo ở tại đây này, bài đánh giá của CoinGap ở trang của nó nhé. Đây này, OZC Smart Chain top 10 nền tảng blockchain tiềm năng nhất trên thế giới vào năm 2022. Đó, thì chúng ta cần phải nắm bắt và đi đầu xu thế, bởi vì như các bạn biết đấy, trước khi một cái trend nào đó nó kết thúc thì nó sẽ phải nối tiếp, nó sẽ có một cái trend khác nó ra. Thì năm nay là cái trend NFT nó đang còn chuẩn bị kết thúc rồi, và sang năm 2022 là sẽ đến cái trend OZC Smart Chain này. Vậy thì chúng ta là những người đầu tiên biết đến dự án này, là chúng ta đang đi đầu và đang dẫn đầu xu thế nhé. Đến khi đó người ta biết thì chúng ta đã sở hữu được rất nhiều đồng coin này rồi. Đấy, ở đây thì nó có rất là nhiều thông tin này. Đây nhá, OZC được dự đoán sẽ là một trong 10 nền tảng blockchain tiềm năng nhất thế giới vào năm 2022 này. Đó, khả năng của nó này, khả năng xử lý của nó rất là cao nhé. Anh em có thể là tìm hiểu thêm một số những cái bài báo rồi là những cái thông tin của nó ở trên các trang mạng đấy. Đó, ngoài ra việc sử dụng một lượng lớn năng lượng bao gồm cả năng lượng biến thành và thải ra khí CO2 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, thì cái đồng OZC này nó giúp bảo vệ môi trường nhé, và nó tiết kiệm nhiên liệu ấy. Đó, ở đây thì có rất là nhiều những cái thông tin về cái dự án này này, và nó có nói cả cái nhóm sáng lập đấy nhé. Đấy, OZC được thiết kế và phát triển bởi đội ngũ đầu tiên gồm hơn 30 kỹ sư tiên tiến, chuyên gia trong lĩnh vực blockchain, đã từng là kỹ sư nhà phát triển tại các hãng công nghệ như Microsoft này, IBM này, Google này. Đấy, và các nền tảng blockchain chính trên toàn thế giới đấy. Đó, con này thì nó rất là tiềm năng này. Còn đây là cái người mà đồng sáng lập của nó, giám đốc của cái dự án này nhá. Đó, ông này sinh năm 1978 này. Đó, đây là một cái dự án nó rất là uy tín. Và bây giờ mình sẽ quay lại để mình hướng dẫn cho anh em nhé. Hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta mua cái đồng coin này. Khi chúng ta đăng ký thành công thì chúng ta sẽ được tặng free này. Tặng free 10 đô và anh em sẽ mua cái đồng này luôn nhé. Cái đồng free, tiền free này thì anh em không rút được, nên anh em sử dụng để mua cái đồng OZC này luôn. Thì những cái đồng này bây giờ nó đang ở vòng bán đây này. Anh em nhấp vào đây thì sẽ thấy nhé, nó đang mở bán với giá, với giá là 0.5 nhé. Giá bán là 0.5 này, giá bán tiếp theo sẽ là 0.7 nhé. Những bạn nào làm ở tháng 8 thì mua với giá của nó chỉ có 0.3 thôi. Đấy, sang tháng 9 thì nó đã tăng giá lên rồi. Đó, thì ví dụ như bình thường các bạn vào cái giao diện bảng điều khiển chính của các bạn đây, thì đăng ký xong là các bạn sẽ được 10 đô hiển thị ở cái chỗ này nhé. Thì chúng ta sẽ nhấp vào dấu ba gạch này, và tiếp theo chúng ta sẽ nhấp vào mục mua ICO này. Nó mua ICO thì ở cái ô đầu tiên nó hiện ra giao diện đầu tiên này, thì các bạn sẽ nhấp vào mục mua ICO ngay nhé. Và ở đây nó sẽ hiển thị là cái số dư của bạn đang có này. Ví dụ bạn có 10 đô ở đây thì các bạn sẽ điền 10 đô vào đây. Còn của mình đang có 39 đô thì mình sẽ điền 39 đô vào đây nhé. Là mình có thể là ấn tiếp tục mua ICO này. Đó, sau đó thì ấn vào xác nhận và cấp phép là xong nhé. Thì 39 đô của mình được 77 cái đồng OZC này. Còn bạn nào mua 10 đô thì sẽ được 20 cái đồng coin này nhé. Đó, chúng ta nhấp vào xác nhận là xong. Thì quay trở lại bảng điều khiển, chúng ta sẽ thấy là cái tài khoản của chúng ta là bằng 0 nhé. Bởi vì nó đã trừ rồi, mình vừa mua rồi, thì cái số
OZC của mình nó đã tăng lên rồi nhé. Đó, OZC của mình là 1.442 đồng OZC rồi. Đấy, đây là một cái kèo khá là tiềm năng và rất là uy tín, đặc biệt là nó dẫn đầu xu thế trong cái thị trường blockchain, thị trường crypto nhé. Thì anh em nào tham gia chúng ta sẽ nhận được là 10 đô và mua sở hữu được 20 cái đồng coin này, và dự kiến sang năm nó lít sàn thì giá của nó thấp nhất là tầm 30 đô nhé, thì anh em sẽ có 600 đô. Đấy, đây là một cái kèo mà nó free nhé, anh em chỉ cần đăng ký bằng cái email thôi, email số điện thoại đó là được. Thì cái đường link đăng ký mình có để ở phần mô tả video nhé, và cái video hướng dẫn cho anh em tham gia mình cũng có để ở phần mô tả video và phần ghim của cái bài đăng này nhé. Đó, thì chúc anh em thành công và kiếm được nhiều tiền từ cái dự án này nhé.